Xin kính chào tất cả các quý cô chú anh chị đang đón xem kênh YouTube của Hannah Realtor for the Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay Hannah đang tổ chức một cái open house tại một căn nhà ở Orlando trong khu Leavenworth Park. Bây giờ mình đi vào trong xem cái open house với Hannah nha. Khu Leavenworth này nằm trong gay community, rất là gần trung tâm Orlando và cách sân bay chỉ có 15 phút thôi. Đặc biệt xung quanh gần đây là có cả những cái shopping và đa nên ăn uống. Đặc biệt khu này rất là dễ access lên những cái tuyến đường chính như là 417 và 408. Nhà này gồm có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm, square feet lên tới 3.500 square feet, gồm có 2 lầu 2 stories. Giá asking price của họ là 580.000. Giá HOA của khu này rất là phải chăng, chỉ có 188 đô quarterly, tức là 3 tháng là 188 đô nha quý cô chú anh chị. Bao gồm cả tennis court, có lake để fishing, có playground, rồi là có swimming pool luôn nha. Và tiền CDD của khu này là 1.500 một năm nha mọi người. Điểm đặc biệt Hannah rất thích ở căn nhà này đó là họ trồng rất nhiều cây cảnh và cây ăn trái đa dạng và phong phú. Bây giờ mọi người đi xem cùng với Hannah nha. Đây nè, đầu tiên là họ trồng cái cây câu nè, mọi người thấy không? Phía trước nhà có rất là nhiều cây cảnh. Đây, rất là bắt mắt luôn và làm cho căn nhà mình nó sang hơn á. Phía bên này là 2-car garage nè mọi người. Và ở phía trước này mình có thể đậu thêm là khoảng 4 chiếc xe phía trước cũng được. Nếu mà mình có nhiều khách tới chơi đó, rất là rộng ha. Bây giờ Hiền mời mọi người vào trong xem căn nhà với Hiền nha. Nhà bên này mình có hai space cho phòng khách, mình tận dụng là phòng khách cũng được hoặc là mình làm office room cũng được. Và vào trong đây mình mời mọi người vào trong ha. Thấy là open kitchen, sau rồi họ sẽ để lại tất cả những appliance ở trong nhà bếp cho mình. Họ để lại tủ lạnh cho mình ha, rồi là microwave oven, dishwasher, range, đây cái maple cabinet rất là đẹp ha. Bên này có thêm một cái countertop ở đây nè, để mà mình để những cái dụng cụ trong nhà bếp như nồi cơm điện hoặc là máy nướng, máy xay sinh tố hay gì đó. Bên đây mình bắt gặp bên đây là walk-in pantry rất là rộng. Bên này là ra laundry room, có máy giặt và máy sấy. Bên này là 2-car garage. Bên đây là khu dining space, có mình để bàn ăn uống ở đây nha. Đây là khu vực living room của nhà này nha mọi người. Khu này là họ làm bằng gỗ lamine. Còn bên kitchen thì là tile. Mình mời mọi người vào trong tham quan master bedroom ha. Đây, có ba cửa sổ lớn. Lát view ở ngoài kia sáng mình ngủ dậy mình nhìn ra đây. Wow, rất là thích luôn. Đẹp ha. Rồi, bây giờ mình đi vô trong đây là master bath. Bên đây có walk-in closet nè, rộng, rất là rộng. Bên này có thêm space cho closet nè. Okay. Trong đây là master bath. Mình có this and her double sink vanity. Đây là bathtub nè. Bên đây là stand and shower. Cửa kính ha, rộng lắm. Và bên đây là toilet có cửa riêng nha. Đây, toilet có cửa riêng, privacy ha. Rồi mình qua phía bên này là một cái phòng ngủ nữa và một cái
bathroom ở phía bên này luôn. Hôm nay có bathtub với lại toilet single sink. Đây là lầu 2 của căn nhà nha mọi người. Thì đây là living room. Và trên lầu 2 thì có tổng cộng là 3 phòng ngủ và 1 phòng tắm. Bên đây là một phòng ngủ thứ nhất, có cửa sổ hướng ra phía trước, có hai cửa sổ nhỏ ha. Bên đây là closet. Thì bây giờ mình qua phòng ngủ thứ 2. Đây là cái another storage. Bây giờ mình qua đây là phòng ngủ thứ hai, cửa sổ lake view. Size phòng vừa. Đây là có bathroom cho 3 phòng ngủ ha. Bathroom thì có bathtub, double sink vanity. Rồi bên đây là một phòng ngủ nữa, cũng có closet ở bên phía bên trái. Đây là closet, cửa sổ. Size của mỗi phòng thì có thể vừa một cái giường king luôn, thì nghĩ là vậy. Ok, khu này của căn nhà gọi là enclosed patio. Tức là patio nhưng mà họ build cái wall lên, làm một cái khu rất là khu vực kín, rất là riêng tư ha. Thì trong cái enclosed patio thì mọi người cũng có xem được. Đây là cửa đi ra vườn từ cái patio. Rất là nhiều cây ăn trái phía sau. Khu vườn rất là rộng, nhìn phía qua phía bên kia là đây là một ngôi nhà rất là lý tưởng cho quý cô chú anh chị nào mà thích trồng cây ăn trái phía sau nhà đây nha. Cây xoài này cao, quá trời trái phía trên. Rồi phía bên đây mình có cây chanh nè. Rồi mình có bí, có đậu. Nha, mình có thanh long ở đây. Rồi mảng cầu bên kia, rồi chuối bên đây nữa. Wow. Rồi phía bên này là rau thơm nè, rau thơm ăn phở, rau quế, rau thơm. Đất ở đây có vẻ rất là tươi tốt cho nên là chủ nhà họ trồng rất là nhiều cây ăn trái xum xuê. Dạ, thì rất là thích. Đây là cái đường sidewalk mình đi ra phía sau căn nhà. Phía bên kia là lake view kìa mọi người, thấy không? Hồ rất là rộng nha. Không khí thoáng mát. Buổi chiều mình ra đây mình dạo cũng thích ha. Hiền đang đứng ở cái Vista Lake sát bên cạnh căn nhà nha. Đây, mọi người thấy. Phía bên kia là có cái pier để mà mình ra mình câu cá. Thì mọi người thấy cái pier không? Cái pier nhỏ nhỏ đó. Cảm ơn quý cô chú và anh chị đã đón xem cái video Open House này của Hannah. Hãy comment phía bên dưới nếu như mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì nhé. Nếu mọi người thấy thích chủ đề này thì hãy nhấn like và subscribe cho kênh của Hannah. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nha.